Vậy là trailer tập 68 của Đấu La Đại Lục phần thứ 2 Tuyệt Thế Đường Môn đã được cập nhật với nhiều tình tiết vô cùng hấp dẫn, từ việc Vũ Hào dẫn đầu đội chiến đấu với Huyết Hồng Phí Phí đến sự xuất hiện của ba huynh đệ Tào Hồn Sư và cuối cùng là Vương Thú Nhi dũng mãnh đối đầu. Hãy cùng VLTC điểm qua các tình tiết nổi bật của Tuyệt Thế Đường Môn tập 68 trong video ngày hôm nay anh em nhé. Trong phần mở đầu, Vũ Hạo và đồng đội tiến sâu vào trung tâm của tình đấu đại xâm lâm và cuối cùng cũng chạm trán với hồn thú Huyết Hồng Phí Phí cấp vạn năm. Đáng chú ý, Huyết Hồng Phí Phí là sinh vật sống theo bầy đàn. Điều này có nghĩa là khi phát hiện ra một con, rất có thể cả đàn sẽ kéo đến. Ngay lập tức Vũ Hạo ra lệnh cho đồng đội chuẩn bị chiến đấu. Vũ Hạo mạnh mẽ tấn công trực diện, trong khi những người còn lại chia thành hai hướng để tấn công từ hai bên. Huyết Hồng Phí Phí cảm thấy tình thế bất lợi và phát ra tín hiệu cầu cứu. Ngay lập tức thì nhiều con Huyết Hồng Phí Phí khác kéo đến. Tuy nhiên dù số lượng địch đông đảo, chúng vẫn không phải đối thủ của Vũ Hạo và đồng đội. Đặc biệt khi mà Vũ Hạo sử dụng hồn đá pháo cấp cao, khiến đám Huyết Hồng Phí Phí trọng thương nặng nề. Sau khi trải qua một loạt trận chiến, Huyết Hồng Phí Phí đã xuất ra chiêu thị huyết, làm cơ thể và tốc độ của chúng tăng lên nhiều lần. Phí Phí Vương như là điên cuồng, nhưng mà nó không xông lên trước mà từng bước vững chắc, mỗi bước đều múa tay đánh tan những công kích, dù cho nó có bị đánh trúng người cũng chỉ khựng lại một chút. Rõ ràng lực phòng ngự khi mà thị huyết rất là mạnh mẽ. Lúc này tất cả Huyết Hồng Phí Phí đều tấn công, mọi năng lực của nó đều được thị huyết tăng phúc, con trước ngã xuống con sau thì xông lên. Biểu hiện đã mắt nhất là Vương Thu Nhi. Huyết Hồng Phí Phí chẳng là cái gì khi mà thị huyết, nàng chiến đấu đơn giản chỉ có bạo lực, long ngâm một tiếng là một con khỉ bị đánh bay ra chết ngắc. Cách đó không xa thì Vũ Hạo đã dùng tay trái chụp cái xác của con khỉ xấu số bị đánh chết. Vương Đông Nhi bố trí lục mang thinh trận liền khởi động, chụp lấy hai con khỉ, quang minh hòa đốt chúng nó kêu gào thảm thiết. Lục mang thinh trận trải qua 10 giây liền đổi vị trí. Huyết Hồng Phí Phí sau khi bị quang minh hòa tịnh hóa liền trở về trạng thái bình thường. Áp lực càng lúc càng lớn, bầy khỉ thì quá đông, trạng thái thị huyết điên cuồng tấn công. Ngay lúc đó thì Vũ Hạo cũng đã ra tay. Vòng sáng trắng từ con mắt thứ ba lan tỏa, mỗi con khỉ bị trúng đòn đều có thêm một lớp trắng trên cơ thể, khí thế giảm đi. Bạch quang thu lại, tử kim quang lóe lên, Phí Phí Vương thì kêu thảm thiết, tay thì chụp đầu giống đau đớn. Sau khi đánh bại Phí Phí Vương, Vũ Hạo đã đề nghị hấp thu hồn hoàn của Phí Phí Vương vì tin rằng cơ thể của mình đủ sức chịu đựng và có sự hỗ trợ từ Vương Đông Nhi. Trong khi Phí Phí Vương đang thoi thóp, Thái Mị Nhi cân nhắc và đồng ý rằng Vũ Hạo có thể thử hấp thu hồn hoàn vì các hồn kỹ của Phí Phí Vương đều liên quan đến tinh thần lực. Tuy nhiên khi mà Vũ Hạo chuẩn bị thực hiện, Vương Thu Nhi bất ngờ ngăn cản và muốn hồn hoàn cho mình, khiến cả đội bất ngờ. Vương Đông Nhi tức giận chặn đường Vương Thu Nhi khi mà cô muốn giành hồn hoàn của Phí Phí Vương, mỉa mai việc Vương Thu Nhi cho rằng hồn hoàn không phù hợp với Vũ Hạo. Hai cô gái có dung mạo giống nhau, đối đầu căng thẳng. Vương Thu Nhi lạnh lùng yêu cầu Vương Đông Nhi tránh ra, trong khi Vương Đông Nhi thách thức Vương Thu Nhi phải chứng minh năng lực. Khi mà căng thẳng leo thang, Thái Mị Nhi phẫn nộ mà can thiệp, nhắc nhở họ rằng họ là đồng đội và yêu cầu giải thích về sự đối đầu giữa hai người. Vương Đông Nhi cho rằng Vũ Hạo cần hồn hoàn này, trong khi Vương Thu Nhi khẳng định hồn thú này không thích hợp với hắn và muốn lấy hồn hoàn đó cho mình. Thái Mị Nhi yêu cầu Vương Thu Nhi giải thích, thế nhưng cô vẫn kiên định rằng cô chỉ muốn tốt cho Vũ Hạo. Cuối cùng thì Vương Thu Nhi cam kết sẽ tìm một hồn thú thích hợp cho Vũ Hạo và sẵn sàng đánh đổi tính mạng nếu thất bại. Vũ Hạo thì quyết định tin tưởng cô và thúc giục cô nhanh chóng hành động trước khi mà Phí Phí Vương chết. Vương Thu Nhi không nói thêm, nhanh chóng tiến tới Phí Phí Vương và bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Dù Vương Đông Nhi tỏ vẻ không hài lòng, Vũ Hạo lại ngăn cô lại. Mọi người tập trung bảo vệ Vương Thu Nhi trong quá trình hấp thu hồn hoàn 5 vạn năm, cao hơn tu vi của cô. Vương Thu Nhi tỏ ra rất là tự tin, sử dụng sức mạnh kim long để dễ dàng hấp thu hồn hoàn. Thái Mị Nhi ngạc nhiên vì quá trình hấp thu diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, điều mà cô chưa từng làm được khi mà đột phá trước đây. Trong khi đó, Vũ Hạo và Vương Đông Nhi ngồi minh tưởng để hồi phục. Đồng thời thì Vũ Hạo đã dùng tinh thần lực lượng để cảnh giác xung quanh. Vũ Hạo đã tạo ra một vòng tròn bảo vệ bằng cách sắp xếp hơn 100 xác Huyết Hồng Phí Phí xung quanh khu vực, làm giảm mùi máu và giúp đồng đội có thể nghỉ ngơi. Khi mà mọi người đang bán minh tưởng, một tiếng cầm giận dữ vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của một con hồn thú mạnh mẽ. Một con tử ảnh sư với bộ lông và bầm tím, nhỏ nhưng mà nhanh nhẹn, tiến đến vì bị thu hút bởi mùi xác Huyết Hồng Phí Phí. Thái Mị Nhi nhanh chóng cảnh báo cả đội, nhấn mạnh rằng tử ảnh sư có tu vi vạn năm và rất nguy hiểm, yêu cầu Vũ Hạo sử dụng hồn kỹ tinh thần để giảm tốc độ của nó. Tử ảnh sư chỉ là loại hồn thú tốc độ cao, độc và mạnh mẽ, thường săn trái tim con mồi vừa chết. Khi mà đối mặt với đàn khỉ Huyết Hồng Phí Phí, nó có thể dễ dàng moi tim nhiều con khỉ nếu muốn. Khi mà tử ảnh sư tiếp cận xác của một con Huyết Hồng Phí Phí vạn năm, nó bất ngờ bị cuốn vào một vụ nổ lớn tạo ra hố sâu, khiến nó bị đánh bay và chết ngay lập tức. Vụ nổ này chính là do hồn kỹ băng bạo của Vũ Hạo, một kỹ năng lợi hại khiến cơ thể của hồn thú bị đóng băng phát nổ. Thái Minh Nhi ngạc nhiên, nhận ra rằng Vũ Hạo đã dự tính trước, sử dụng kỹ năng này để đảm bảo sự an toàn cho cả đội suốt đêm. Vũ Hạo được mọi người khen ngợi về kỹ năng mạnh mẽ của mình. Đêm trôi qua yên tĩnh và khi sáng đến, Vũ Hạo và Vương Đông Nhi thảo luận về Vương Thu Nhi. Đông Nhi tỏ ra ghen nhẹ khi mà Vũ Hạo tin tưởng Thu Nhi sẽ giúp anh tìm hồn hoàn. Thế nhưng Vũ Hạo trấn an Đông Nhi, khẳng định cô là người duy nhất anh quan tâm và thấy đẹp nhất.
Vương Đông Nhi mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cánh tay của Vũ Hạo sau khi nghe lời ngọt ngào của anh. Cả hai tận hưởng khoảnh khắc thân mật trong sương sương sớm của tình đấu đại xâm lâm, bất chấp hiểm nguy xung quanh. Vũ Hạo cảm thấy yên bình và hạnh phúc như thể đang ở chốn thiên cảnh với người mình yêu ở bên cạnh. Vũ Hạo cảm thấy tình yêu của mình dành cho Vương Đông Nhi không chỉ xuất phát từ nhan sắc mà còn từ sự gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau. Tình cảm giữa họ phát triển nhanh chóng sau sự kiện tại đại hội Duyên Hải Thần. Mặc dù Vương Thu Nhi có vẻ ngoài trưởng thành và gợi nhớ đến Quang Ngây Thường, thế nhưng so với Vương Đông Nhi, cô ấy không thể chiếm được trái tim của anh. Đúng lúc này, Vương Thu Nhi hoàn thành quá trình hấp thụ hồn hoàn 5/5 của huyết hồng phí phí vương. Quá trình diễn ra trong 3 canh giờ, khiến mọi người kinh ngạc bởi tốc độ nhanh chóng và khả năng chịu đựng của nàng. Vương Đông Nhi thắc mắc tại sao một người có thể hấp thu hồn hoàn mạnh mẽ như vậy, lại có những hồn hoàn cấp thấp trong quá khứ. Vũ Hào cũng thắc mắc về sức mạnh và bí ẩn của Vương Thu Nhi, người có cơ thể rất là cường hãn nhờ vũ hồn hoàng Kim Long, thế nhưng lại sở hữu hai cái hồn hoàn trăm năm. So với Vương Đông Nhi, người có song sinh vũ hồn, khả năng hấp thu hồn hoàn của Vương Thu Nhi còn vượt trội hơn. Họ nghi ngờ liệu rằng cô có điều gì ẩn giấu. Khi mà Vương Thu Nhi hoàn thành quá trình xung hợp hồn hoàn, cô gật đầu chào Vũ Hào, thế nhưng không để ý đến Vương Đông Nhi, khiến cô thắc mắc về mối quan hệ giữa họ. Vũ Hào giải thích rằng đó là về chuyện chiếc bánh nướng từ trước, dù cũng có giống một phần sự thực. Vương Đông Nhi sau đó thể hiện tình cảm sâu sắc với Vũ Hào bằng cách bày tỏ mong muốn luôn ở bên cạnh anh, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất khiến anh cảm động và hạnh phúc vô cùng. Sau khi đánh bại đàn huyết hồng phí phí, Vũ Hào và đồng đội tiếp tục tiến về phía trước, và không lâu sau đó họ gặp ba người rất là đặc biệt. Ba người này có ngoại hình giống hệt nhau, có thể nói là ba huynh đệ sinh ba, và điều đáng nói là họ đều là tà hồn sư. Vũ Hào phát hiện ra ba người này đang sử dụng phương pháp tà ác để rút linh hồn của một hồn thú, điều này khiến anh vô cùng tức giận. Anh định ra tay tấn công, thế nhưng mà Vương Đông kịp thời ngăn lại và nhắc nhở rằng ba người này rất là nguy hiểm, không chỉ vì họ là tà hồn sư mà còn vì cả ba đều là hồn đố la. Ba người này chúng là Trung Ly Thiên, Trung Ly Địa và Trung Ly Nhân, thường được gọi là ba huynh đại Trung Ly, những cao thủ đến từ tổ chức tà ác nhất của đấu la đại lục Thánh Linh Giáo. Họ tiến vào tinh đấu đại xâm lâm không chỉ để săn hồn thú mà còn để rút lấy linh hồn của hồn thú nhằm tăng cường sức mạnh của chính mình. Cách hành động tàn nhẫn này khiến Vũ Hào, Vương Đông và đặc biệt là Vương Thu Nhi vô cùng tức giận. Với Vương Thu Nhi, việc hồn thú bị giết là điều cô có thể chấp nhận vì đó chỉ là quy luật sinh tồn trong tinh đấu đại xâm lâm. Thế nhưng việc hồn thú bị hành hạ như vậy thì cô không thể nào chịu đựng được. Cuối cùng Vương Thu Nhi đã đứng ra đối mặt với ba tà hồn sư đó. Cô không chỉ ra tay mạnh mẽ mà còn sử dụng cả Hoàng Kim Long Thương, một vũ khí mà cô rất hiếm khi sử dụng. Ba anh em Trung Ly coi thường và cười nhạo khi mà thấy một cô gái trẻ đối mặt với chính mình, cho rằng cô đang tự tìm đường chết. Tuy nhiên khi mà trận đấu bắt đầu, họ nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể nào dễ dàng đánh bại Vương Thu Nhi. Hoàng Kim Long Thương đã tăng cường sức mạnh cho cô một cách đáng kể, đủ để cô đối đầu với cả ba. Cuối cùng nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ Vương Đông và Thái Mỹ Nhi, ba anh em Trung Ly buộc phải rút lui. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 68. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ sang một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.